Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình tổ cộng đồng tự quản ở khu dân cư tại ba thôn Đắc Phía, Con Rốc, Con Bờ Rải ở xã Ngọc Réo đã phát huy được vai trò kim chỉ nam trong xây dựng đời sống kinh tế, xã hội ở các khu dân cư, trở thành điểm sáng về nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc trong đời sống cộng đồng. Sắp tới sẽ có đoàn với xã kết hợp các ban ngành đoàn thể của thôn đi kiểm tra từng hộ, đề nghị các đồng chí, các hội viên, thành viên trong tổ tại khẩn trương làm cho tốt việc dọn vệ sinh quanh nhà cửa. Và cái thứ hai, tiếp tục cùng nhau tổ chức gây quỹ trong suốt thời gian qua, là tổ một chúng ta đã sử dụng được cái quỹ gây quỹ của tổ, thì một số hội viên, hộ thành viên trong các hộ gia đình có nhu cầu và đã vay mượn số tiền đó, thì mục đích là để mua phân bón và thuốc men chăm sóc cho cây trồng như cây cà phê. Vừa rồi các thành viên đã tổ chức cùng nhau đổi công này, gặt lúa xong rồi tiếp tục trong mì đã xong hết, rất mừng cho các thành viên tổ mình tiếp tục phát huy hơn nữa. Hôm nay nhân tiện ta sinh hoạt ở đây thì chúng ta đi tham quan. Gần 5 năm nay, những buổi họp được triển khai mỗi tháng một lần của tổ cộng đồng tự quản đã trở nên quen thuộc với người dân thôn Đắc Phía. Những năm trước kia, người dân trong thôn chỉ quen với cây mì, cây lúa. Đường xá đi lại khó khăn khiến thôn gần như tách biệt với bên ngoài. Cái khó, cái khổ của bà con chẳng thể đếm hết trên đầu ngón tay. Vậy nhưng, sau khi có những chính sách đúng đắn về hỗ trợ phát triển kinh tế, đặc biệt là sự ra đời của tổ cộng đồng tự quản khu dân cư, đã tạo nên những bước chuyển mình rõ nét từ tư duy đến hành động thực tế của bà con. Khi cấp trên đã có cái tổ tự quản này, là nói chung trong thôn thì về vấn đề kinh tế nói chung cũng tạm ổn, đời sống văn hóa thì nói chung cũng đã đỡ hơn trước kia. Bà con trong thôn như là các tổ tự quản trong tổ thì họ rất là vui mừng và phấn khởi, họ rất là nói chung là làm ăn ngày càng phát triển hơn. Là một hạt nhân quan trọng trong công tác mặt trận khu dân cư, bên cạnh phát huy vai trò là một trong những sợi dây tập hợp thắt chặt tình đoàn kết xóm làng, giúp chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em phụ nữ dân tộc thiểu số có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong việc giữ gìn mái ấm gia đình, nuôi dạy con cái. Tổ cộng đồng tự quản khu dân cư còn là một kênh thông tin quan trọng, giúp các tổ viên tìm hiểu về những cách làm kinh tế hay, hỗ trợ ngày công lao động vào mùa vụ, và đặc biệt là xây dựng một kênh ngân hàng nội bộ, kịp thời cho các hội viên của tổ vay vốn làm ăn phát triển kinh tế hay lúc ốm đau, hoạn nạn, với mức lãi suất 0%. Nguồn quỹ này được xây dựng chính từ hoạt động đổi công của các tổ viên. Ví như, ba tổ cộng đồng tự quản thôn Đắc Phía, từ năm 2015 đến nay, mỗi tổ đã xây dựng được nguồn quỹ 20 triệu đồng. Từ đó, tạo nguồn vốn, dù nhỏ nhưng kịp thời để các tổ viên đầu tư phát triển kinh tế. Chị Liệu, tổ viên của tổ cộng đồng tự quản cho biết, kể từ khi tham gia tổ đến nay, từ một người phụ nữ chỉ gói gọn cuộc sống của mình với nhà cửa con cái, với cây mì, cây lúa, thì nay đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đưa cây cà phê vào thâm canh, cùng với các chị em phụ nữ trao đổi về cách trồng và chăm sóc loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao này. Vườn cà phê phát triển xanh tốt, đầy hứa hẹn của gia đình chị, cũng là một mô hình kinh tế tiêu biểu để các tổ viên khác và bà con nhân dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Tôi vay mượn của tổ là 1 triệu để tôi mua phân bón, chăm sóc cây cà phê với lại cái thuốc bảo vệ thực vật. Và giờ trước kia thì tôi cũng chưa hiểu biết về cái cách mà bón phân hay là chăm sóc cây cà phê. Nhưng mà giờ sau khi là theo cái tổ tự quản, giờ chúng tôi phụ nữ với nhau rồi
rồi tổ là có họp rồi có ý kiến với nhau, rồi tham gia ý kiến rồi góp ý với nhau là chăm sóc như thế nào, bón phân như thế nào để cho cái cây cà phê nó được phát triển tốt hơn và tăng năng suất hơn ạ. Đến nay, thôn Đắc Phía có 3 tổ cộng đồng tự quản với 32 thành viên tham gia. Để duy trì các hoạt động của tổ, bên cạnh sự tích cực của các tổ viên với hầu hết là chị em phụ nữ, còn có sự hưởng ứng nhiệt tình và phối hợp ăn ý của các tổ chức đoàn thể khác trong thôn. Đặc biệt là thành công của mô hình trạm gác bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh trật tự của thôn được thành lập và hoạt động trong 2 tháng cao điểm của năm 2017 là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa tổ và các tổ chức đoàn thể khác trong thôn. Là mặt trận là luôn đi trước, luôn quan tâm và tuyên truyền. Ban ngành đoàn thể là xây dựng cái kế hoạch để làm tốt cái công tác cũng như là cùng nhau xây dựng về kinh tế, cùng nhau góp công, đổi công, gây quỹ của là chị em phụ nữ. Luôn là quan tâm giúp đỡ nhau về trong về sản xuất kinh tế rồi chăm sóc gia đình, huy động lực lượng thanh niên là lực lượng nòng cốt của thôn làng để bảo vệ các vụ việc xảy ra, là luôn luôn bám sát và duy trì tốt cái trực sẵn sàng bảo vệ thôn làng. Tổ quan là phải trực các một như là họ tránh người ngoài vào địa bàn như là đi lấy trong rừng á, là tổ quan phải các một ngày phải các 2 đến 4 5 người, là các hàng tuần cũng một ngày là phải 3 đến 4 người trực các. Như thế thì người ngoài phải đỡ vào địa bàn hơn, rồi nói chung là khi mình trực các như thế thì trong thôn mới cảm thấy ổn định về vấn đề an ninh trật tự. Thôn Đắc Phía, xã Ngọc Réo là một khu dân cư nằm cách khá xa trung tâm xã với 97% là người dân tộc Tơ Đờ Rá với 100 hộ, 347 nhân khẩu. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước, hoạt động của tổ cộng đồng tự quản khu dân cư đã khẳng định được vai trò dẫn lối bà con cùng nhau xóa đói giảm nghèo. Vai trò tập hợp giúp các chị em phụ nữ trao đổi, chia sẻ, từ đó cùng nhau giữ gìn các nét văn hóa dân tộc. Đến nay, toàn thôn hiện có trên 6,5 hectare lúa, gần 100 hectare mì, trên 20 hectare cà phê, gần 80 hectare cao su, bờ lời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 19%. Hiện nay, thôn là một điểm sáng về tình đoàn kết xóm làng, về những giá trị văn hóa truyền thống của huyện Đắc Hà, với những chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội, cũng như các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới. Thành lập tổ cộng đồng tự quản ở cụm dân cư thì nhằm tạo điều kiện, tạo tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, rồi giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, rồi đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn. Và đến giờ phút này thì đối với tổ cũng đã xây dựng quỹ tổng đồng tự quản là gồm hơn 20 triệu. Cái quỹ này nhằm mục đích là để cho các hộ vay khi gặp khó khăn hoàn nạn, và cũng đã đảm bảo trước mắt cho thuận lợi trước mắt cho các hộ vay. Chung là mặt trận là một người tuyên truyền vận động nhân dân từ các chủ trương của lãnh đạo pháp luật của nhà nước, đồng thời là thu thập thông tin của nhân để phản ánh lập lại các vị đảng chính quyền. Thì trong thời gian qua thì nói chung là rất nhiều vấn đề mà từ xã đến cơ sở đã tuyên truyền vận động nhân dân, như là cái đặc biệt là cái đời sống văn hóa ở khu cư, thì nói chung là cái phát triển kinh tế này, về an ninh này, rồi cái môi trường, bảo vệ môi trường. Xã Ngọc Réo hiện có 14 tổ cộng đồng tự quản ở 3 thôn gồm Đắc Phía, Con Rốc và Con Bờ Rải. Phải khẳng định rằng, trong suốt hành trình 5 năm từ khi triển khai đến nay, tổ cộng đồng tự quản đã làm tốt vai trò là cánh tay đắc lực cho công tác mặt trận khu dân cư, xứng đáng là trung tâm của sự đoàn kết thôn làng, là một trong những cánh chim đầu đàn dẫn lối ấm no cho các thôn làng.